khai báo 4 mẹ nghi nhiễm virus corona để trốn nuôi dưỡng. Báo Sina News ngày 17 tháng 2 đưa tin, thời gian gần đây đồn công an quận Tây Thanh, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ đối tượng họ Chu Nam, 39 tuổi về tội gây rối. Được biết, từ ngày 11/2 đến 14/2, đồn công an quận Tây Thanh liên tục nhận được điện thoại của đối tượng từ tổng đài 110, thông báo rằng bố mẹ của ông ta vừa mới chuyển đến quận Tây Thanh, từ khu vực xác cách ly người bệnh nhiễm virus corona chủng mới, hiện đều có hiện tượng ho và sốt. Sau đó, cảnh sát cũng đã nhiều lần đến địa chỉ báo tin để kiểm tra, nhưng không hề phát hiện bố mẹ đối tượng có bất cứ triệu chứng nghi ngờ nào. Tiếp đó, cảnh sát bắt tay đi sâu vào điều tra phát hiện, ngoài đồn cảnh sát, đối tượng còn nhiều lần gọi điện đến cơ quan chức năng khác, như Bộ Chỉ huy Phòng chống dịch, Ủy ban Y tế địa phương quận Tây Thanh để tiến hành khai báo. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của con gái nói rằng, bà của cháu có biểu hiện phát sốt, nhờ lực lượng của nhà trường tạo áp lực đòi bố mẹ ra khỏi nhà. Theo như kết quả xét nghiệm, bố mẹ đối tượng không hề nhiễm bệnh, mọi thông tin đối tượng đưa ra đều là giả mạo. Ngày 16 tháng 2, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng ngay khi ông ta đang chuẩn bị đi lấy chuyển phát nhanh. Tại đồn cảnh sát, đối tượng thành thực thừa nhận vì không muốn chịu trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ, nên tung tin đồn họ bị nhiễm virus, rồi báo cảnh sát nhằm nhanh chóng đưa bố mẹ ra khỏi nhà mình. Hiện đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội gây rối, gây cản trở công tác phòng chống dịch. Vụ án vẫn đang trong quá trình tiếp nhận xử lý. Bắt nghi phạm giết người, đốt xác phi tang trong thùng phi ở Hải Phòng. Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2, Công an huyện An Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông Phạm Văn sinh năm 1971, ở xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương có một xác chết là nam giới có nhiều thương tích và bị đốt cháy. Sau đó, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng. Theo tài liệu điều tra ban đầu, xác định vụ án giết người và cướp tài sản, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện An Dương phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tỉnh Sơn La điều tra, truy bắt nghi phạm gây án. Đến ngày 23 tháng 2, các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ, được đối tượng Phạm Ngọc Tuấn sinh năm 1996, trú quán xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng tại tỉnh Sơn La. Hiện vụ việc đang lực lượng Công an thành phố Hải Phòng tập trung điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Nữ sinh lớp 12 tử vong ở Huế do viêm não màng não, không phải COVID-19 án 242. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp báo để công bố thông tin về nguyên nhân tử vong của nữ sinh lớp 12 ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc sau khi bệnh nhân này có triệu chứng ho, sốt, ói. Ông Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết bệnh nhân ngoài các triệu chứng mà gia đình miêu tả như ho, sốt, ói thì còn có thêm triệu chứng toàn thân co quắp. Loại trừ tất cả các triệu chứng khác, thì chúng tôi kết luận đây là do bệnh lý về não, cụ thể là viêm màng não. Bệnh nhân không được cấp cứu bởi ho, ói liên tục, gia đình không đưa đến cơ sở y tế để điều trị, ông An nói. Tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, ông An cho biết, đội ngũ pháp y đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh tiến hành lấy mẫu ở vùng mũi, họng để chuyển đi xét nghiệm theo quy trình nghiêm ngặt của Bộ Y tế. Cũng trong sáng 24 tháng 2, Viện Pasteur Nha Trang cũng đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với mẫu thử lấy từ nữ sinh nói trên. Kết quả cho âm tính với COVID-19, đúng với kết quả mà Bệnh viện Trung ương Huế xét nghiệm trước đó. Phạm nhân cải tạo tốt sẽ được gặp vợ, chồng ở phòng riêng lần đầu tiên. Thông tư này quy định chi tiết các trường hợp phạm nhân có thể được kéo dài thời gian gặp vợ, chồng đến 3 tiếng ở phòng riêng trong các trường hợp như có ít nhất 2 quý liền kề xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.
Trường hợp phạm nhân được gặp vợ, chồng ở phòng riêng từ 3 tiếng đến không quá 24 tiếng, thì phạm nhân phải có ít nhất 4 quý liền kề xếp loại tốt, và được khen thưởng do có thành tích lao động, học tập. Phạm nhân được gặp vợ, chồng ở phòng riêng phải có giấy chứng nhận kết hôn hoặc trích lục kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban Nhân dân cấp xã thể hiện thân nhân là vợ hoặc chồng của phạm nhân, đơn xin cặp vợ, chồng ở phòng riêng của thân nhân phạm nhân, đồng thời cam kết việc chấp hành pháp luật, nội quy nhà cặp phạm nhân, thực hiện phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Đối với trường hợp cặp ở phòng riêng thì chỉ được mang theo quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược nhựa, nước uống, dụng cụ tránh thai và phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục với trường hợp cặp vợ hoặc chồng. Phạm nhân khi gặp vợ, chồng ở phòng riêng phải tuân thủ quy định pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện hành, phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai và có giấy cam kết không mang thai để bảo đảm thời gian chấp hành án phạt tù. Điều tra vụ dì dùng xăng đốt cháu trai 6 tuổi bị bỏng nặng, ở Bà Rịa Vũng Tàu tối 23 tháng 2, Công an thành phố Vũng Tàu cho biết đang lập thủ tục điều tra vụ dì đốt cháu ruột, tại nhà số 187 Lưu Chí Hiếu, phường 10, CP. Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, cha của cháu Nguyễn Tấn V. sinh năm 2014, trú tại 187 Lưu Chí Hiếu. Phường 10 có nợ em vợ tên Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1993, trú tại thành phố Vũng Tàu số tiền hơn 3 triệu đồng. Do bực tức vì đòi nợ chưa được nên khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 2, Phượng đã cầm dao và chai chứa xăng đến nhà anh rể với mục đích ép trả nợ. Do anh rể không có nhà, Phượng đã đổ xăng lên người cháu V, rồi dùng bật lửa để ép chị gái mẹ cháu V trả nợ. Thấy vậy, chị gái Phượng chạy tới can ngăn và giằng co thì bật lửa rơi vào người cháu V, gây cháy. Cháu V được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi trong tình trạng bỏng nặng cấp độ III. Sau khi sơ cứu, cháu V đã được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị. Nguyễn Thị Phượng đã bị lực lượng bảo vệ dân phố phường 10 bắt giữ và giao công an phường 10. Tối 23 tháng 2, Công an thành phố Vũng Tàu cho biết đang lập thủ tục điều tra vụ dì đốt cháu ruột tại nhà số 187 Lưu Chí Hiếu, phường 10, CP, Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, cha của cháu Nguyễn Tấn V. sinh năm 2014, trú tại 187 Lưu Chí Hiếu, phường 10 có nợ em vợ tên Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1993, trú tại thành phố Vũng Tàu số tiền hơn 3 triệu đồng. Do bực tức vì đòi nợ chưa được nên khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 2, Phượng đã cầm dao và chai chứa xăng đến nhà anh rể với mục đích ép trả nợ. Do anh rể không có nhà, Phượng đã đổ xăng lên người cháu V, rồi dùng bật lửa để ép chị gái mẹ cháu V trả nợ. Thấy vậy, chị gái Phượng chạy tới can ngăn và giằng co thì bật lửa rơi vào người cháu V, gây cháy. Cháu V được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi trong tình trạng bỏng nặng cấp độ III. Sau khi sơ cứu, cháu V đã được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị. Nguyễn Thị Phượng đã bị lực lượng bảo vệ dân phố phường 10 bắt giữ và giao công an phường 10, Let's Love Us, Oi.